mời tất cả quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về phía cọc hoa để chào đón sự xuất hiện của hai nhân vật chính trong buổi tối ngày hôm nay, chú rể Quảng Trọng và cô dâu Hồ Minh Trâm. Ngày tháng trở nên thật xanh vì có em luôn cạnh anh, cùng nhau đi hết chặng hành trình. Lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt là anh đã thật sự chìm đắm. Ngày chiết hôn lần đầu bầu trời hóa ra muôn màu trong mắt anh. Và em ơi là em có biết là anh thương em nhiều hơn tình cá. Hơn lá thu rụng rơi như sóng xô đầy vơi em ơi. Từ giờ về sau, ngày tháng trở nên thật xanh vì có em luôn cạnh anh, cùng nhau đi hết chặng hành trình. Từ giờ về sau, hãy để anh thương em thật nhiều và lắng lo cho em nhiều điều. Giờ ta bước trên thành đường đón em trở về cùng anh. Bao suy tư buồn lòng thôi thì từ nay tự ta cùng nắm chặt, và khi đôi môi vẫn đang căng mộng chờ, thanh xuân ta vẫn đang mơ mộng chờ, khi ta luôn thấy nhau bán trọng chờ, mời nàng về với anh. Anh thương em một chút khi mà em cần anh một phút, sống thương kia dài lắm nên phải là anh cần em một cốc trà. Xin đôi ta một lần có nhau do ý trời, chuyến đi không vé mời, thế gian sẽ còn có ta và chỉ có ta. Từ giờ về sau, ngày tháng trở nên thật xanh vì có em luôn cạnh anh, cùng nhau đi hết chặng hành trình. Từ giờ về sau, hãy để anh thương em thật nhiều và lắng lo cho em nhiều điều. Giờ ta bước trên thành đường đón em trở về. Từ giờ về sau, ngày tháng trở nên thật xanh vì có em luôn cạnh anh, cùng nhau đi hết chặng hành trình. Từ giờ về sau, hãy để anh thương em thật nhiều và lắng lo cho em nhiều điều. Giờ ta bước trên thành đường đón em trở về.
hôm nay là ngày báo hỷ của hai con sau một năm chờ đợi. Thì cũng do tình hình dịch bệnh cho nên là con gái của mẹ Thương đã đình lại 3-4 lần. Đến ngày hôm nay thì chính thức mới được báo hỷ. Thì cũng là một ngày rất là vui, nên là mẹ rất là hồi hộp chờ đợi đến ngày này rất là lâu. Và cũng hơn thế nữa là có tin vui luôn, là có nghĩa mình gọi luôn là tiệc xong hỷ, đã có một bé gọt là chuẩn bị lên trước bà ngoại rồi đó. Rất là vui luôn mọi người. Mẹ chúc hai con trăm năm hạnh phúc, chúc cuối năm sẽ được một bé gọt thật là ngoan, thật là bụ bẩm và đáng yêu. Thì mẹ tính nói chung là cũng hai con cũng đám cưới hôm nay cũng giống một năm đầu, hôm nay cũng làm lễ cái lễ báo hỷ. Thì mẹ tính cũng không có gì hơn, trước tiên là cũng mừng hai con là cũng có cháu bé. Thì mẹ tính cũng chúc hai con là mẹ tròn con vuông, sống cho hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc. Rồi mà thôi mẹ tính có nhiều chứ giờ cũng thì nó rốt cuộc lại thì mẹ tính cũng chúc mừng hai con sống cho hạnh phúc. Hạnh phúc nha tụi con ơi. Đẹp đại quá. Chúc Hồ Bích Trâm và Quảng Trọng trăm năm hạnh phúc, và sang năm sẽ có một bé cọp thật là dễ thương. Em thì chúc Trâm và anh Trọng trăm năm hạnh phúc, sống gần lông đầu bạc, con đèn cháu đáo. Còn Vân thì chúc cho Trâm và anh Quảng Trọng thì hạnh phúc là điều đương nhiên rồi, mà quan trọng là phải hạnh phúc thiệt là lâu, thiệt là dài, và sẽ đấu một đàn gà con hay là một đàn con thiệt là thương và đáng yêu. Và phát tài nữa nha. Đó, sang năm là vừa có bé cờ vừa phát tài luôn nha cha ơi, tiến lên luôn. Hello, xin chào các bạn. John là bạn thân của cô dâu. John mới bay từ Mỹ về Hà tối hôm qua, John đến để tham dự tiệc cưới của giống như một người bạn cũng như một người em của mình, hơn tình bạn hơn 10 năm. Nên John bỏ rất là nhiều thời gian, và tuy là John rất là bận rộn công việc ở Mỹ nhưng ở Việt Nam, nhưng John vẫn dành thời gian đến đây để chúc mừng hai bạn trăm năm hạnh phúc, chúc trăm mãi mãi hạnh phúc. Chị chúc cho em trăm năm hạnh phúc, cuối năm có bé cọp thật là dễ thương. Mình là diễn viên Thanh Trúc, hôm nay cũng rất là hạnh phúc khi mà đến đây để mừng đám cưới của Hồ Bích Trâm với là Quảng Trọng. Đây là một cái đám cưới được chờ đợi rất là lâu rồi, vì là sau mấy mùa dịch thì bây giờ mới được tổ chức. Nên là chị tức là, nhưng mà bình thường đó là Bích Trâm hay gọi chú là Mami, vì là chú đã từng đóng với lại của Hồ Bích Trâm trong vai Mami của Trâm trong phim Lời Nguyện Lúc Không Giờ. Thì Mami chúc Trâm lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng tươi đẹp, và sẽ sinh ra rất là nhiều con cái, và luôn luôn hạnh phúc. Nhưng mà Mami hơi buồn á, là con cưới chồng trước Mami rồi đó chưa. Cảm ơn mọi người không? Xin chào tất cả quý vị khán giả đang đến với đám cưới của anh Huỳnh Quang Trọng và chị Hồ Bích Trâm. Hôm nay thì Thanh Trương rất là vui khi được đến tham dự đám cưới của anh chị. Ngày trước thì Thanh Trương đã đến đám cưới anh chị một lần ở An Khê, Gia Lai và ở Quảng Ngãi rồi. Thì hôm nay lại qua một năm thì Thanh Trương lại đến dự đám cưới của anh chị tại Sài Gòn. Và hôm nay Thanh Trương rất là vui khi được gặp tất cả các anh chị nghệ sĩ cũng như là ekip và đồng nghiệp của chị Hồ Bích Trâm. Hôm nay Thanh Trương đến đây xin chúc cho anh chị trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long. Hạnh phúc nha anh chị. Yeah! Em là Vũ Thi. Em là Sunny. Xin chúc mừng hạnh phúc chị Trâm và anh Trọng. Chúc chị trăm năm hạnh phúc và luôn luôn xinh đẹp. Mãi mãi là chị Trâm của bọn em nha. Hạnh phúc nha chị Trâm. Ok, hôm nay thì bản thân là Nguyên Bảo rất là vui khi rất là vinh dự được dự đám cưới của anh Trọng và chị Trâm. Phải nói rằng Bảo và chị Hồ Bích Trâm đây là một người bạn, một người đồng nghiệp với nhau ở trên phim trường. Và bản thân Bảo thì Bảo cũng rất là quý mến Hồ Bích Trâm, bởi vì tính cách, cái sự cầu tiến cũng như là cái cách mà Trâm đối xử với mọi người. Và đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nguyên Bảo cũng nhận lời mời để đến đây với vai trò là một MC của chương trình của Hồ Bích Trâm. Và Nguyên Bảo cũng mong sao là sau cái tiệc cưới ngày hôm nay, cái tình yêu của Hồ Bích Trâm và anh Trọng sẽ luôn bình cũ như vậy. Tuy nhiên là trong cuộc sống của chúng ta đôi lúc nó cũng sẽ có những cái trục trặc, đôi lúc chúng ta cũng sẽ có những cái bất đồng quan điểm. Nhưng mà mong sao những lúc như vậy thì mọi người sẽ cùng nhìn lại ngày hôm nay, nhìn lại những cái gì mà chúng ta đã trao cho nhau để cùng bước tiếp những ngày thật là hạnh phúc nữa nha. Chúc mừng hạnh phúc. Hà Chí Quang, Thanh Đồng,
Trong lễ cưới của Hồ Trâm thì ngày hôm nay Hạnh Phương và Thanh Đoàn đến đây với tư cách là hai người bạn rất thân của Trâm. Quang mến chúc cho Trâm với anh Quản Trọng thì sẽ có một mối lương duyên đầy hạnh phúc, mãi mãi yêu thương nhau và luôn luôn nắm chặt tay đâu đi suốt chặng đường dài. Đó thì đồng chúc thì Trâm và anh Trọng nè, sống trăm năm hạnh phúc nè, trăm năm tình viên mãn, và đặc biệt là cuối năm nay á sẽ chào một Barbie thật là dễ thương nhất nhất luôn. Tuyệt vời, chúc mừng. Chúc mừng.